quay quay cái tủ chè gỗ vụ ta. Đấy, quay tủ chè gỗ vụ ta. Sập là rơi thọ. À gì nhỉ? Bệ là rơi thọ. Lèo là thượng cầm hạ thú. Vụ ta chất gỗ rất là đẹp luôn. Có điều là hai cái cánh này thì về thì sẽ phải sửa lại phần khải. Nó bị bong mất mấy cái khải thì về sẽ sửa lại cho anh. Bệ rất dày này. Bệ dày 4-5 phần tủ. Vụ mật, vụ ta vụ mật quá chắc chắn luôn. Một bên này vẫn còn khóa này, còn bên này bị mất khóa này. Đấy. Anh em nhìn lúc chất. Vụ mở ra thơm phức luôn. Mở ra thơm phức luôn, lành lắm. Chất gỗ đẹp thật. Này là về phải khảm lại một tí. Đấy. Về khảm lại đôi cánh. Còn lèo bệ thì chơi thoải mái thôi. Lèo bệ thì chỉ việc chơi thôi. Đấy. Hai bên hồi làm cũng rất kỹ luôn. Chắc chắn tủ này nặng, chắc chắn dày dặn, chắc chắn nóc này. Nóc tóc một cái miếng này nhưng mà cũng cực kỳ chắc luôn, hơi nẻ một tấm ván ở trên nóc. Mình tổng thể bên ngoài khảm lại cái này, khảm lại thì đẹp. Tháo đôi cánh đi khảm lại thì đẹp tuyệt đối luôn. Đi dán lại thôi nó bị bong ra đúng không? Mình vẫn giữ được đủ các miếng của nó. Đẹp luôn. Đấy. Có mễ nhá, cái tủ này có mễ đầy đủ hết. Rồi, khảm lại thì tủ này đẹp luôn. Ok nhé.